Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Dạ, có xe giảm giá rồi, quý cô chú, anh chị và các bạn ơi. Chiếc Finadero này hôm trước em có quay rồi. Đời 2012, size là 50, phù hợp với chiều cao từ 1m60 đến 1m70 ạ. Giá ship về là 40 triệu. Tiệm hôm nay đã giảm giá chiếc Finadero này rồi. Giá về Việt Nam còn là 37 triệu ạ. Dạ, quý cô chú anh chị và các bạn, nếu như có nhu cầu cần xem xe kỹ lại một lần nữa thì em sẽ gửi clip video trước em có quay. Dạ, còn video này em chỉ quay sơ và thông báo cho quý cô chú anh chị là xe giảm giá rồi. Chiếc Finadero này sản xuất ở Taiwan ạ. Bên dưới lườn có ghi nước sản xuất của Taiwan. Xe màu sắc nhìn còn sáng sủa lắm. Bộ rúp là 105. Còn khung và càng đều là carbon ạ. Màu sắc sạch sẽ, trông đẹp lắm. Dạ, hôm nay chiếc BMC này cũng giảm giá rồi ạ. Đời 2016, size là 48, phù hợp với chiều cao từ 1m63 đến 1m73 cm ạ. Chạy bộ chuyển động là Ultegra, bộ chuyển động điện ạ. 2x10. Chiếc BMC này clip trước em cũng có quay rồi. Nay em xin quay lại báo cho quý cô chú anh chị và các bạn giá đã được giảm rồi. Giá video trước là 80 triệu ship về đến kho ở Việt Nam. Còn hiện tại bây giờ đã giảm được 77 triệu rồi đó. Bộ rúp Ultegra R8000 ạ. Khung sườn carbon BMC đã quá. Niền đu lắc, chiếc này toàn là đồ tốt không? BMC nhìn khung sườn đẹp ghê. Chiếc này thấy linh kiện, toàn là đồ tốt, đã lắm. Lớp thì thương hiệu của France luôn. Dạ, hôm nay có hai chiếc giảm giá, BMC và chiếc Pinaledo màu trắng xanh này ạ. Dạ, quý cô chú, anh chị và các bạn ơi, nhớ đừng quên nhấn nút đăng ký kênh nha. Nếu có xe giảm giá là em quay, đăng thông báo cho quý cô chú liền. Mấy anh người Nhật cũng đang canh giảm giá dữ lắm. Giảm là ảnh mua liền. Em phải tranh thủ đăng liền. Alo cho quý cô chú anh chị mình biết trước. Niền nhôm má carbon. Đã quá. Lớp 700 nhân 25C. Median France. Dạ, chiếc này linh kiện tốt quá quý cô chú. Mua được chiếc này ngon lắm. Dạ, quý cô chú anh chị và các bạn ơi, nếu như có nhu cầu xin liên hệ em qua Zalo ạ. Dạ, còn sẵn đây kế bên cũng có một tiệm đồ cũ. Em ghé qua xem, thấy có bán đồng hồ. Trong tủ này thấy có bán một cái đồng hồ Citizen. Giá bán là 600.000. Đồng hồ của Nhật đẹp ghê luôn. Đồng hồ mỏng dánh à. Dây đích tròn. Dây đeo thì cũ lắm rồi, tróc hết à. Còn được bộ máy đồng hồ còn rất là đẹp. Mặt trên còn sáng lắm,
cũng có nhiều người Nhật họ đeo đồng hồ sang lắm nha quý cô chú. Mua xong hết pin, không có thay rồi đem đi bỏ hoặc đem ra tiệm đồ cũ này nè cho người ta bán. Cái này cũng đồng hồ của Nhật, giá bán cũng 600.000 á. Mấy đồng hồ này còn tốt. Dạ, quý cô chú anh chị và các bạn ơi, nếu như có nhu cầu cần thì liên hệ em qua Zalo nhé. Dạ, còn video đến đây em xin phép tạm dừng video lại rồi. Xin chân thành cảm ơn đến quý cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video. Xin kính chúc quý cô chú anh chị và các bạn cùng gia đình thật dồi dào sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống ạ. Em xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.